Xin chào mọi người. Đây là thuốc buổi sáng của mình. Ok, vô. Video này mình sẽ nói về Bitcoin. Mình sẽ nói về kinh tế của nước Mỹ. Mình sẽ nói về tiền đô la. Nhanh gọn và lẹ. Cái đầu tiên tiền đô la thì nó bắt đầu quay đầu đi xuống. Ok, thì trùng hợp như vậy là Bitcoin quay đầu đi lên. Thường thường xác suất là vậy nha. Dựa theo thống kê những cái tháng vừa rồi. Cổ phiếu của Vân, đúng không? Cổ phiếu của Vân thì càng ngày càng rớt, ok, và nó rớt khá là nhiều rồi, ok. Và cái đồng tiền đó đã được luân chuyển, nghe, được di chuyển vô Bitcoin, Bitcoin và Bitcoin. Cái tháng vừa rồi, 11 tỷ đô la đã được rót vô Bitcoin. Nhưng 11 tỷ nó chỉ là một cái gọi là một cái giọt xương nó được nhỏ vô trong một cái xô, nghe, chỉ là một cái giọt hay nhỏ vô một cái xô à. Cái đồng tiền chuẩn bị tới đây. Hồi tối hôm qua mình có làm một cái video ngắn ở nhà. Và cái khúc cuối cùng thì nó bị cắt. Thì để mình nhắc nó lại thêm một lần nữa. Thì rõ ràng BlackRock, okay, CEO Larry Fink đã nói là Bitcoin là flight to quality. Có nghĩa là đồng tiền sẽ chạy được vô trong Bitcoin. Nó sẽ chạy vô những cái gì mà nó gọi là nó có tính chất thật nhất, có sự an toàn nhất trong những cái tháng và những cái năm tới đây và những cái năm tiếp theo. Bởi vì vậy 11 tỷ được rót vô Bitcoin, nghe, 11 tỷ không phải là một con số nhỏ được rót vô Bitcoin 30 ngày vừa rồi. Fidelity là cái quỹ lớn thứ hai thế giới, 4.5 ngàn tỷ đô la. BlackRock là quỹ lớn nhất. Thì Fidelity ra nói Bitcoin cũng giống như vàng vậy đó, nhưng mà nó có một sự tăng trưởng quá bất ngờ. Một cái tăng trưởng mà hồi đó đến giờ không có thể tưởng tượng được. Dựa theo data thôi, 12 năm vừa rồi, năm 2011 cho tới năm 2023, Bitcoin tăng trưởng 10.420.000%. Còn riêng thằng vàng cục của mình chỉ tăng trưởng bao nhiêu? 32%. Okay, cổ phiếu cổ phần 12 năm vừa rồi tăng trưởng 620.000% là hết. Thì bởi vì vậy, Fidelity ra nói Bitcoin, ok, nó cũng giống như vàng điện tử gì đó mà nó có một sự tăng trưởng không có thể tưởng tượng được. Ok, cái cuối cùng mình muốn nói là sau khi cái Bitcoin Spot ETF được công nhận thì xác suất số nhiều những người nhỏ và lẻ sẽ không nhảy vô được cuộc chơi này. Có nghĩa là bằng quá chậm trễ rồi, có nghĩa là cái giá nó quá cao rồi. Ok, ngay bây giờ người ta đang giữ giá xuống để người ta thu gom thêm chứ không có gì hết nha. Người ta dùng cái thị trường tương lai của Bitcoin để giữ giá xuống để người ta thu gom thêm thôi. Chừng nào đến khi người ta thu gom đủ, ok, thì giá, ok, thì cái Bitcoin ETF sẽ được công nhận, ok, và nó sẽ công nhận một loạt cùng một lúc bao nhiêu cái đơn được đăng ký chứ không phải chỉ một hai cái. Thì bởi vì vậy cái ngày mà nó công nhận á, thì cái ngày á, có nghĩa là cái ngày á, những cái người nhỏ và lẻ sẽ được gọi là quá trễ để nhảy vô cuộc chơi rồi. Vậy thôi. Đó là tất cả những gì mình muốn chia sẻ cho bạn buổi sáng ngày hôm nay. Đây là cái video đầu tiên. Đâu tầm 9:30 mình sẽ có mặt ở văn phòng, mình sẽ đẩy ra tất cả những cái video tín hiệu sớm ngày hôm nay cho bạn. Xin chào mọi người.